Lúc đó bà là chẩn đoán là hết là 70% hay còn có 30% thôi. Lúc đó bác Cường ra hỏi chú một câu, một chú trả lời, bác Cường đem vô kiểm tra lại. Bác Cường ra hỏi tên gì, ngày tháng năm sinh, trả lời cho bác Cường nghe, bác Cường mới đi khẳng định là còn được, mới đưa vô làm lại. Cái chết với cái sóc nó sát bên này, trắng tươi chưa, cái máu nó không lên, cái não anh trắng tươi chưa. Nếu mà có cái bệnh viện này ở Cần Thơ này thì ở các tỉnh ở dưới lên thì rất là gần, rất là tiện cho mấy tỉnh Cần Thơ. Và cũng cầu chúc cho bác sĩ Cường luôn dồi dào sức khỏe. Cũng là sao bên cạnh đó thì cũng là chiêu mộ nhiều bác sĩ giỏi về bệnh viện để phục vụ cho điều trị cho bệnh nhân cũng như người Việt chúng tôi, đặc biệt là các tỉnh ở miền Tây phải khỏi lên Sài Gòn rất là xa. Kính thưa quý khán giả, thì đây là một cái trường hợp đột quỵ trong mùa Covid, và một cái ca mà tôi nghĩ rằng là rất là đi vào lịch sử trong cái vấn đề điều trị, phát triển cái mạng lưới cấp cứu can thiệp đột quỵ, cũng như là sự phát triển của ngành y tế về vùng sâu vùng xa, hoặc là những cái nơi mà chúng ta thấy là có thể tiếp cận bệnh nhân nhanh nhất. Và giả sử như nếu như không có bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ tại đây thì bệnh nhân này chắc chắn là sẽ tử vong, tại lý do là bệnh nhân không cách nào di chuyển được từ Cà Mau lên đến thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng giờ vàng, mà đặc biệt là trong cái thời cách ly mùa Covid thì nó làm cho hạn chế cái vấn đề di chuyển, bệnh nhân không có thể nào mà tiếp cận được cái vấn đề điều trị trong khoảng thời gian vàng là 6 giờ. Thì đây là vị trí của cái động mạch nó bị tắc, đây chính là vị trí mạch máu bị tắc nghẽn. Bệnh nhân này được chẩn đoán là tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong ở phía bên phải. Thì với cái tình trạng tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong bên phải một bên thì nguy cơ tử vong có thể từ 50 đến 70% trong phần lớn các trường hợp nếu như chúng ta chỉ điều trị nội khoa đơn thuần. Và nếu như cái khả năng chúng ta điều trị tái thông mạch máu mà chúng ta không có những cái phương tiện hồi sức cũng như là không có phẫu thuật thần kinh hỗ trợ phía sau thì chúng ta sẽ mất bệnh nhân một lần nữa với cái nguy cơ là bị phù não do tăng áp lực nội sọ. Thì sau khi mà những mạch máu lớn tắc nghẽn đó, đặc biệt là nửa bán cầu, thì 80% bệnh nhân có thể diễn tiến đến một cái phù não, đòi hỏi chúng ta phải có những cái xử lý là mở sọ dây ép trong phần lớn các trường hợp. Nếu như không có phẫu thuật mở sọ dây ép thì chúng ta sẽ không cứu được bệnh nhân trong trường hợp kể cả chúng ta tái thông được mạch máu tốt, phù não nặng dẫn diễn tiến tử vong. Thì kính thưa quý khán giả, thì nhân cái ca này đặc biệt là một cái kỷ niệm trong mùa Covid tại bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ, thì trong cái thời gian hơn 2 tháng trong cái thời gian mùa Covid thì chúng tôi đã cấp cứu và tiếp nhận cho điều trị cho hơn 400 trường hợp bệnh nhân đột quỵ ở miền Tây. Đây là một cái con số mà gần bằng 50% cái con số mà chúng tôi điều trị trong một năm qua. Và với một cái sự cấp cứu kịp thời và khẩn cấp thì chúng tôi đã cứu sống được rất nhiều trường hợp bệnh nhân đến được trong khoảng thời gian vàng. Tuy nhiên thì cũng còn rất nhiều trường hợp, đặc biệt là trong cái thời gian dịch Covid vừa qua thì chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh nhân đến muộn ngoài thời gian vàng và phải ngậm ngùi với một cái tình trạng là không cứu chữa được. Và rất nhiều trường hợp tử vong, trong đó cũng có một số đồng nghiệp hoặc là gia đình, người thân của các bạn đồng nghiệp ở các tỉnh do không có một cái sự quan tâm đúng mức, không uống thuốc định kỳ, và rất nhiều trường hợp bệnh nhân là đi đến tình trạng là xuất huyết não nặng và hôn mê sâu tử vong, và với một cái bệnh cảnh rất là đau lòng do cái sự lơ là, do cái sự chủ quan làm cho cái tình trạng bệnh nặng thêm. Và chúng ta thấy rằng là gì, nhân cái ca này chúng ta càng khẳng định một lần nữa với một cái sự phát triển y tế chuyên sâu về vùng sâu vùng xa, gần với người bệnh hơn để có thể tiếp cận được với người bệnh. Và đối với bệnh đột quỵ thì chúng ta đòi hỏi có một cái thời gian vàng để cứu chữa bệnh nhân, thì đây cũng là một trong những cái minh chứng cho cái việc phát triển mang lại hiệu quả thiết thực cho bệnh nhân trong những cái công nghệ để chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu. Và cái điều quan trọng hơn nữa là chúng tôi muốn cảnh báo mạnh hơn nữa trong cộng đồng. Mặc dù bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ đã hoạt động hơn một năm qua, nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều trường hợp, chúng tôi chứng kiến rất nhiều trường hợp đau lòng là bệnh nhân vẫn còn chưa biết bệnh viện này, mặc dù chúng tôi cũng đã cố gắng tiếp cận bằng mọi phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng mà cũng còn
phần lớn bệnh nhân là đến trong tình trạng là đột quỵ muộn sau 6 giờ vàng, và cũng còn một số bệnh nhân vẫn còn đi đến thành phố Hồ Chí Minh để điều trị đột quỵ, hoặc là một số đồng nghiệp trong các bệnh viện vẫn chưa biết được ở bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ chúng ta có những phương tiện chẩn đoán, trang thiết bị điều trị hiện đại nhất. Và đặc biệt là đối với bệnh nhân nghèo, đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế thì chúng tôi cũng có những chính sách hỗ trợ đặc biệt để cứu mạng cho bệnh nhân, chứ không cần phải đi đến thành phố Hồ Chí Minh để làm cái não tổn thương nặng hơn, và bệnh nhân thì phần lớn là không thể cứu chữa được nếu bệnh nhân đến muộn ngoài thời gian vàng.